miếng cho thiệt đã mới được. Không được ăn. Bánh kem đâu ra vậy? Của chị mình cho mình á. Nó là của tao. Ơi chị, bánh của người ta mà. Là chi? Cái con nhỏ này. Là chi? Bánh của em. Thôi để hôm khác chị mua cái khác cho. Làm chi? Làm chi? Gì rồi? Sao chuyện bánh của Tâm Anh? Bất cứ cái gì trong nhà này đều là của em hết. Em là bà chủ. Của em không? Bà chủ không? Bà chủ không? Nè ơi, em đang đánh cắp nè. Tao đánh nào nè. Ủa chị ơi, Tâm Anh đâu rồi chị? À, Tâm Anh khóc xíu rồi nín rồi. Không sao đâu. Em xin lỗi nha. Hay là để lát em đi ra mua cái bánh khác cho Tâm Anh. Thôi, cậu không cần mua đâu. Nè. Cảm ơn chị. Con làm chi này hư thiệt. Chị yên tâm đi, em sẽ kiếm cách trị cái tật ham ăn của nó. Hello bạn. Phải dạy cho con chi này một bài học mới được. Càng ngày càng quá đáng. Nó làm tôi xấu hổ với chị em Tâm Ý luôn á. Tôi thấy làm chi y như Tiểu Quân nhà tôi vậy á. Tiểu Quân hả? Là ai vậy? Cháu cậu hả? Không có. Con chó. Con chó của mẹ tôi á. Con chó hả? Ừ. Thì liên quan gì? Tiểu Quân nhà tôi á y hệt làm chi vậy á. Cứ mỗi lần á thấy đồ ăn của người khác á là nó chồm vô nhào nhào tới ăn. Cắn lộn với mèo suốt ngày vậy. Rồi sao nữa? Thì Tiểu Quân á, tôi ghét nó lắm. Có mấy bữa tôi thử á, tôi bỏ mấy cái đồ khó ăn vô đồ ăn của người ta coi sao. Nó lại nó dành ăn. Nó ăn cho đã vô mà nó ăn không có được. Sau đó nó bỏ cái tật xấu đó luôn. Thiệt hả? Thiệt. Không mấy bữa nào á, bạn thử làm chi giống vậy coi. Nhiều khi á, làm chi cũng bỏ tật xấu đó. Nhưng mà tôi không biết là nó có suy nhê gì làm chi này không nữa. Thì hả? Thì cứ thử coi sao. Tôi cũng đâu có biết, không biết được hay không nữa. Làm chi chứ đâu phải con chó đâu. Cứ thử đi. Tâm Anh ơi, có trái này ngon lắm nè, ăn đi em. Wow, ngon quá à. Em ăn một mình nha. Ừ, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Đứng yên đó, không được ăn. Là của tao nè. Nhưng mà anh ơi nó châm mà. Chưa muốn chết. Mẹ kêu ngon thì mẹ ăn đi cái đồ lừa đảo. Canh là sống chưa? Hey. Cách này cho bộ hiệu quả. Tôi cũng mong là hiệu quả. Hai anh đang bàn tính chuyện gì vậy? Nói về trái chanh đó mà. Tôi đang muốn bổ sung cho Lâm Chi vitamin C. Trời ơi, cái hũ mắm này sao mà nó nồng mùi quá vậy ta. Con cũng không ngờ là nó hôi vậy luôn á cô. Bây giờ cô phải làm chuyện với cái hũ mắm này đây trời. Nhà này đâu có ai thích ăn mắm đâu. Cô không thích, chú không thích, ông lại càng không thích nữa. Ôi mẹ ơi, gì mà hôi lên tới trên đó luôn á. Chắc là cái hũ mắm này nè. Ý, hôi quá à. Cái hũ mắm này nó hôi như vậy á, con phải đậy cho thiệt kỹ rồi mới cất vô tủ nha. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ cho con cái hũ này nha. Cái gì? Cho con đi. Bộ con thích ăn mắm hả? Dạ, con không thích ăn. Nhưng mà có người khác thích ăn. Thích thì lấy đi. Dạ dạ dạ. Có cần tôi... Không, được rồi, để em chị. Dạ. Chị có làm gì chị làm đi. Mình có nghiệp quá không bạn? Chét nhiều vậy sao nó chịu nổi? Ôi, chét nhiều vậy nó mới áp phê bạn ơi. Tâm Anh ơi, anh có làm thịt sườn cho em nè. Quảnh đi lâu quá. Gì? Không được ăn. Là của em mà. Cái gì vậy? Dạ. Gì vậy? Con đâu có làm gì đâu.
mấy đứa nhỏ làm phân tâm quá. Thôi chờ lại văn mới đi ba. Mày văn văn đâu, cho xin cái này mày. Nó làm phân tâm quá kìa. Đã nói rồi, bỏ cái tật ham ăn đi mà không nghe. Anh đi ra ngoài. Một lần bị gì cho đáng, cho chừa cái tội dành ăn của người khác. Đừng có đứng đó mà chùa khóc mèo nữa, đi ra ngoài. Con nhỏ lì lợm này. Vậy là vẫn tiếp tục dành đồ ăn với Tâm Anh đúng không? Đúng, trong nhà Quang đều là của Quang. Để rồi coi. Đi ra ngoài. Sao rồi? Nó đã sợ chưa? Chắc sau này không dám nữa chứ gì. Sợ gì mà sợ. Tôi vẫn cảm thấy cho nó nhiêu đó bấm tôm nhưng là ít á. Mọi người đã từng ăn món gà rán lăn mắm chưa? Tôi thấy mình làm vậy có quá đáng lắm không Nguyên? Nè, tôi thấy nghiệp mình nặng lắm rồi đó. Không sao đâu, như vậy thì nó mới bỏ được cái tật của nó. Tâm Anh ơi, ăn gà rán nè em ơi. Dạ. Hả? Không được ăn, không được ăn. Ăn đi. Là của em mà. Nó mới bị lừa xong mà làm cùng một kiểu sao nó tin. Bạn chờ coi. Nghiệp tụ đầy mình trả sao hết đây. Tâm Anh ơi, xuống ăn pizza nè. Pizza hả? Gì? Pizza? Chánh ra coi, là của tao mà. Bữa ham ăn thấy chưa? Tâm Anh ơi, Tâm Anh, Tâm Anh có há cảo ngon lắm nè, ăn đi. Dạ. Nè. Không được ăn, là của em mà. Ơi, ai đâu làm cho em đâu? Có mắm tôm không vậy? Ai làm cho em ăn đâu? Không được, không được, là của em mà. Ơi. Tâm Anh ơi, ra ăn bánh kem nè. Bánh kem hả? Ngon quá à. Gì? Bánh kem là của tao mà. Ê, không được ăn. Ừ, anh Nguyên nói là cho mình mà. Còn lâu nha. Có mắm đúng không? Ai nào biết, anh nào có hay. Thôi, em đỉnh thiệt chứ. Có mắm tôm mà em muốn ăn được hả? Dạ, có ăn được, ngon mà. Ơi. Trời đất, cái hũ mắm này hôm trước đầy nhóc mà. Ai ăn mà gần nửa hũ vậy trời? Mùi sao nó hôi hôi vậy ta? Bạn có thử thấy không? Mùi này đâu hôi đâu. Hấp dẫn mà. Thôi bạn về trước đi nha. Mấy chú ơi. Mấy chú đang ăn mắm tôm hả? Ủa, có gì không con? Trời ơi, con ghiền món này lắm á. Chú cho con ăn miếng nha. Con nít ăn không được món này đâu con ơi. Con ăn lên. Nhưng mà con ăn được, chú cho lặn ăn liền á. Vậy ngồi ngồi. Cảm ơn chú. Hết thảy con mà vậy. Chú cho ăn thêm miếng nha. Con nhỏ này dữ vậy bái.
Lúc đầu định dùng cách này để trị cái tật ham ăn của Lâm Chi, nhưng không ngờ vô tình lại khiến nó ghiền mắm tôm. Cũng là bó tay luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười một, mười hai. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Ừ, cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Ơ, trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thế mà gây cho heo, heo nó còn chê á. Nhưng mà đó là lệnh của ông mà. Cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi. Chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì vậy? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à. Đồ dạy heo nó mới ăn. Đây có đồ đáng ghét. Bộ mày thích ăn mấy món tầm thường đó lắm hả? Ừ, ngon á. Ngon 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 cái gì? Để tôi gọi pizza về coi cái nào ngon hơn là biết liền ha. Ê, nè nè nè. Nè cái này ngon mắt mẹ. Ôi trời ơi, nó ngon ngon hả? Sao? Ngon không? Ngon 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 gì? Đưa tao cái à. Nè. Tại tao thấy mẹ ăn một mình buồn nên tao mới ăn chung cho vui thôi đó nha. Ờ, ở trong chảo còn đó. Hết thì mấy đứa lấy thêm nha. Dạ. Mày đi đâu vậy? Vậy là ngon rồi nè. Mới ăn xong, giờ ăn nữa. Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi. Lâm Chi ơi, cái này ngon lắm á, mày ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Đúng, ăn, ăn. Ừ, ngon thiệt. Kỳ quá à, tao nói không ăn mày đút người ta ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi chị, ăn gì nó mới ngon. Trong nắng nhắc. Mày biết đúng không, mày nắng nhắc tao hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta rồi. Nè, con ăn cái gì vậy? Bánh mì xào. Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Tâm ý ra đây với cô. Dạ. Chẳng còn thời gian.